Đây các bạn, trước màn nhỏ của các bạn, đây là một cái chu kỳ lột của cá beta koi. Nói chung đối với beta koi thì nó rất là đặc biệt, và cái quy trình lột của nó gồm có 4 cái giai đoạn các bạn. Và trước màn ảnh các bạn đây là 4 cái giai đoạn lột của beta koi nói chung các bạn nhé. Thì đối với những các bạn nào mà mua cá về để trải nghiệm mua cá giống thì các bạn sẽ biết, còn đối với những cái trường hợp mà anh em chỉ có đam mê mua cho những em cá thiệt là đẹp về cho phun kè thì các bạn cũng chưa có biết cái giai đoạn lột nó như thế nào. Thì hôm nay anh em nhà Thanh Sóc Trăng chia sẻ đến cho tất cả các bạn cái sự vi diệu của chơi beta koi các bạn nha, mà những cái dòng cá beta khác không có. Trong một cái dòng đời phát triển của beta koi thì nó gồm có 4 dạng như các bạn nhìn thấy đây. Cái em xanh xanh ở bên trong này nè là cái em giai đoạn tạm gọi là cái giai đoạn từ lúc bơi ngang đến 1 tháng rưỡi tuổi, thì nó sẽ nằm trong cái khoảng này các bạn, cái em xanh xanh bên trong đó. Và từ 1 tháng rưỡi tuổi, từ 1 tháng rưỡi tuổi cho các bạn nha, đến 2 tháng rưỡi thì nó sẽ bung đầu, nó sẽ bung đầu, nó sẽ lột dãy ra màu trắng trắng xám đó. Thường các bạn nói xám xi măng đó các bạn đó, thì là như những em này các bạn nhìn thấy không, nó bung đầu nó lột. Và cái giai đoạn thứ ba là những em này nó lột lên cello như những em này các bạn đó, nó không còn dãy nữa các bạn nha, nó trắng nhưng mà nó đổ đốm các bạn, nhưng mà nó đổ đốm nha các bạn nha. Cái giai đoạn nó tầm khoảng là từ 3 tháng, và từ 3 tháng đến 3 tháng rưỡi 4 tháng thì nó như những cái em cá màu như thế này các bạn. Đây 3 tháng 3 tháng rưỡi thì nó như những em này. Thì như hai em này là cái giai đoạn này là chúng ta tách form được rồi nè các bạn. Đây là những em cá bầy, thì anh dớt lên cho tất cả các bạn xem bộ em trống và bộ em máy. Thì trả lời cho tất cả các bạn luôn, cái giai đoạn nào thì nó tách form được là nó tầm khoảng 3 tháng rưỡi các bạn nha. 3 tháng rưỡi đối với beta koi, 3 tháng rưỡi 4 tháng tùy theo bầy. Ví dụ cái bầy đó phát triển nó sớm thì những em cá như thế này thì lột là tách form được này các bạn. À, những em này. Bây giờ thì anh sẽ mời tất cả các bạn cùng xem chi tiết cái quy trình lột từ nhỏ đến lớn của beta koi nói chung cùng với anh em nhà Thanh Sóc Trăng các bạn nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thanh Sóc Trăng các bạn nhé. Bây giờ thì cá bầy không còn nữa các bạn, bởi vì cá bầy hiện tại thì nó chỉ còn những như thế này thôi các bạn, 1 tuần tuổi, 2 tuần tuổi, 3 tuần tuổi, và có những bầy thì 2 tháng mấy, 3 tháng như những bầy này. Anh em nhà Thanh Sóc Trăng cũng vừa mới ép mấy bầy và chưa thả máy ra nữa các bạn. Nhân tiện đây thì anh chia sẻ đến cho tất cả các bạn luôn. Trong clip này anh em nhà Thanh Sóc Trăng chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái nhìn tổng quan về một cái chu kỳ và cái dòng đời của beta koi nói chung. Cho tất cả các bạn chưa rõ hoặc là các bạn muốn tìm hiểu về beta thì các bạn nắm nha. Đây là những cái em cá thợ anh chuẩn bị ép các bạn nha. Tất nhiên là cái kỹ thuật ép thì anh đã chia sẻ trên kênh BVT khám phá sở thích đầu trang luôn cho tất cả các bạn xem. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn để làm quen nè các bạn. Các bạn nhìn thấy em trống nó làm là tổ bột rồi nè. Đó. Thì đáng lẽ ra là có thể thả được rồi các bạn nha. Tuy nhiên ở đây thì anh để cho nó đúng 24 giờ đồng hồ, cái tổ bột nó dày lên thì anh mới thả. Và các bạn sẽ thấy mỗi bầy khác nhau ha. Cùng thả cho nó làm quen một thời điểm là mấy tiếng đồng hồ vừa qua thôi các bạn, mà em trống này nó đã làm bột rồi. Bầy này thì chưa, và bầy này thì chưa. Đó các bạn nhìn thấy không, tổng quan nha, nó không giống ai đã. Bầy nào bầy nấy, nó không giống nhau vào trong một cái khuôn khổ nhất định. Ở đây thì anh nói cái giới hạn thời gian là 24 giờ, thì trong 24 giờ đồng hồ đó bắt buộc con cá trống này bắt buộc nó phải thổi bọt các bạn nha. Và sau 24 giờ đồng hồ đã có bọt rồi thì chúng ta sẽ thả máy ra, thì lúc đó em máy này nè với em trống này nó sẽ quấn quýt nhau ở trong con tô bọt đó đó các bạn. Và sau 24 giờ đồng hồ nữa thì em nó sẽ đẻ ở trên đầu tổ bọt đó, nó sẽ có trứng màu trắng đục đó các bạn, trên đầu những cái tổ bọt đó. Thì đó là cái kỹ thuật ép mà Thanh chia sẻ rất là tận tường trên kênh BVT khám phá sở thích. Các bạn chưa rõ lên đó các bạn xem giúp cho Thanh. Và trong clip này thì Thanh chỉ có giới thiệu cho tất cả các bạn tổng quan từ khi mà ép, từ khi mà ép ra ha, đến lúc mà trưởng thành mở bán cho tất cả các bạn thì nó có bao nhiêu giai đoạn và nó phát triển như thế nào ha các bạn nha. Đây các bạn, sau khi mà chúng ta ép ra, cá mới biết bơi ngang thì chúng ta bắt con trống ra.
Và cái giai đoạn này như một cái em màu xanh ở đầu clip trong một cái keo show đó, Thanh show cho tất cả các bạn xem đó. Một cái em màu xanh đó thì cái giai đoạn này tạm gọi là giai đoạn thứ nhất, cái giai đoạn từ mới biết bơi ngang cho đến 1 tháng rưỡi tuổi các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy không, cá nó như thế này. Cái giai đoạn khó nhất là cái giai đoạn mới biết bơi ngang khi chúng ta chăm sóc đó các bạn. Thì nếu mà chúng ta chăm sóc không kỹ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mật số của bầy của chúng ta. Và cái giai đoạn đó thì có rất là nhiều anh em hỏi thằng anh ơi tại sao mà cá một ngày nó chết 2-3 con, 5-6 con, nguyên nhân như thế nào? Thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân các bạn ha. À, nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta cho ăn quá nhiều dẫn đến tình trạng nó nước nó không tốt, nó sẽ chết, có khí độc nó sẽ chết. Cái thứ hai là chúng ta cho ăn thức ăn không phù hợp thì nó cũng chết, lý do là nó không có chất dinh dưỡng để nó sống. Còn cái nguyên nhân thứ ba là nó là cái nguyên nhân do tác động của môi trường bên ngoài ha, do cái nguồn nước, do cái thời tiết, hoặc là như cái ABCD các kiểu. Thì đó là cái nguyên nhân khách quan, ba cái nguyên nhân khi mà chúng ta nuôi cá giai đoạn đầu nó chết. Kể cả khi mà chúng ta nuôi cá lớn đi nữa, chúng ta cho ăn dư nó cũng chết nữa các bạn. À, thì cái vấn đề đó thì anh sẽ nói sau. Thì cái vấn đề ngày trong clip ngày hôm nay thì anh chia sẻ cho tất cả các bạn cái nhìn tổng quan về một cái sự phát triển của cái beta coi nói chung, cái dòng đời nó phát triển như thế nào các bạn nha. À, các bạn nhìn thấy đây là một cái giai đoạn đầu tiên nè ha, nó nhỏ xíu à. Khi mà nó mới đẻ ra đó, nó mới biết bơi ngang đó, các bạn có nhìn không thấy đâu, nó nhìn không thấy đâu. Cái này nó ra tuần, nó ra tháng thì đâu các bạn sẽ thấy nó như thế này thôi, chứ nó nhìn không thấy đâu. À, chơi beta coi thì chơi thời gian các bạn nha. Và đặc biệt sự phát triển của beta coi nó rất là vi diệu, mà ta nói đi nói lại rất là nhiều mà những cái dòng beta khác không có, là khi mà nó lột nó nhỏ nó như thế này, nó lớn nó màu nó khác, nó lớn hơn cái bữa nó màu nó khác, và nó trưởng thành là cái màu nó khác ha, nó rất là vi diệu các bạn. Đó là cái những cái bài này là những cái bài tạm gọi là giai đoạn một các bạn nha, giai đoạn từ mới biết bơi ngang cho đến 1 tháng rưỡi tuổi. Đó. Còn đây các bạn, đây là cái giai đoạn mà từ 1 tháng rưỡi cho đến khi mà nó mới bung đầu chấm lộ gần 2 tháng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái bầy cá beta về cảm quan ban đầu thì nó kích cỡ nó sẽ lớn hơn, và màu sắc của nó lúc này nó có sự thay đổi. Các bạn sẽ thấy đây là cái chu kỳ mới chớm lột đầu tiên của beta coi nè các bạn. Đây là cái giấy khai sinh các bạn nha, mỗi một bầy đều có một cái giấy khai sinh ha, thì chống nào máy nào và thời gian ép nó đó, đó. Đây là một cái giấy khai sinh các bạn nha, và các bạn sẽ nhìn thấy đây đó, giai đoạn này thì nó mới chớm lột các bạn. Hôm nay thì anh đợi cho nó vừa mới chớm lột, anh quay cho tất cả các bạn cho các bạn nhìn thấy cái sự khách quan của nó. Các bạn sẽ thấy có những cái em cá màu đục, màu xám ngà, có những em cá vừa mới bung đầu. Đây đại loại như những em này, như những em này, và em này thì nó đã lột rồi các bạn. Đó, cái giai đoạn này thì trong cái keo show đó, đầu clip đó, thằng cũng chia sẻ cho tất cả các bạn luôn ha. Và cái giai đoạn này thì nó kéo dài chắc khoảng gần 1 tháng các bạn nha. Giai đoạn này nó kéo dài gần 1 tháng, đối với những cái bầy chậm và những cái bầy nhanh đó, thì nó khoảng nửa tháng là bắt đầu nó sẽ chuyển qua màu hết rồi đó. Thì bây giờ thì đối với cái bầy này thì nó chuyển khoảng 50% rồi đó các bạn, và nó lột da cám hết rồi. Các bạn nhìn thấy không, đây nè, những cái bờ đầu của nó nè, nó lột từ đầu trở xuống các bạn nha, nó nổ da cám hết và bắt đầu nó sẽ lột. Và đây là tốt không tốt, là đây là cái chất lượng của những cái cặp giống, những cái cặp bố mẹ các bạn nha. Có những bạn hỏi anh ơi sao mà cá anh lột nhiều quá, còn em mua những cái cặp cá để mua làm giống thì nó sẽ không lột được như vậy. Thì đó là cái chất lượng của bộ gen và chất lượng của cái những cặp cá giống. Và Thành chia sẻ cho tất cả các bạn rất là nhiều đó, thà mình chơi ít nhưng mà mình chơi cá chất. Vì trong một cái bầy như thế này các bạn mất 4 tháng rưỡi để chúng ta chăm cho nó lên đại loại như những cái bầy đó, thì chúng ta sẽ biết trước được cái chất lượng tại sao chúng ta không chọn. Và Thành đã chia sẻ cho tất cả bạn rất là nhiều rồi, và hiện tại tài chính của ta không đủ thì chúng ta đợi chừng nào đủ chúng ta lấy một cặp về chúng ta chơi, một cặp cũng được nhưng mà nó chất các bạn nhé. Đó, thì đây là tạm gọi là cái giai đoạn thứ hai các bạn nha,
cái giai đoạn thứ hai. Và đây các bạn, đây là cái giai đoạn thứ ba. Các bạn sẽ nhìn thấy đây, đây nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Ở đây thì nó lột có khoảng 30-40% ha, còn xanh, còn đen, mới bung đầu nổ đốm. Và ở đây nó sẽ khác biệt hoàn toàn các bạn nha. Các bạn sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ xanh và cái tỷ lệ mà xám xi măng, xám đục đó, nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đây, anh đứng lên cho tất cả các bạn xem. Các bạn thấy không? Nó khác nhau hoàn toàn. Ở đây thì nó chuyển qua màu xám xi măng đến những em cello gần khoảng 90% các bạn nha, 90%. Đó, các bạn nhìn thấy không, sự khác biệt, sự vi diệu là nó nằm ở đây. Và đặc biệt chỉ beta coil mới có các bạn nha, chỉ beta coil mới có. Cái bài cá này nó lớn tháng hơn cái bài cá này chắc khoảng nửa tháng thôi các bạn. Tuy nhiên nó lột rất là triệt để, các bạn nhìn thấy không, nó lột rất là triệt để luôn. Đó, các bạn nhìn thấy. Và cái giai đoạn này á, là nó quyết định nè, đẹp hay xấu nó nằm ở đây. Khi mà xanh và đen nó bung đầu ra, nó nổ đốm ra, thì nó trở thành cello, nó trắng trong như thế này nè các bạn. Nó trắng trong như thế này, nó trắng trong như thế này, nó trắng trong như thế này. Từ xám nó lột lên nó trắng trong như thế này. Thì trắng trong đó nó sẽ nổ đốm ra, nó lên màu, thì nó sẽ được những em cá đẹp. Và anh sẽ tách form cho tất cả các bạn mà các bạn sẽ thấy trên kênh đó. Thì đó là cái dòng đời phát triển của nó các bạn nha. Cái dòng này, này là dòng đời thứ ba của nó nè. Bây giờ thì anh sẽ quay cho tất cả các bạn xem một cái bầy nó lột hoàn thiện nó sẽ như thế nào các bạn nha. Đây các bạn, trước mà anh nhỏ của các bạn, đây là một cái bầy cá 3 tháng hơn một chút xíu tuổi thôi. Và cái bầy cá này thì anh quay cho tất cả các bạn xem tổng quan. Cảm quan ban đầu thì các bạn sẽ thấy một cái bầy cá này thì cái size của nó rất là to rồi. Và nó lột rất là mạnh. Thì đây là một cái giai đoạn cuối lột của beta coil các bạn nha. Thì những cái em xanh, những cái em cello nó sẽ lột, nó bung đầu và nó lên màu. Và đây là một cái bầy cá cực kỳ chất lượng. Và đến thời điểm này thì nó đang lột rất là mạnh các bạn. 3 tháng hơn một chút xíu thôi. Đây là em cá lột hoàn thiện rồi nè. Đó, các bạn sẽ bỏ lên keo, các bạn form. Và cái kỹ thuật form thì thầy anh sẽ chia sẻ trên kênh cho tất cả các bạn rồi. Form bọc hoặc là form keo, hoặc là form chai lọ gì đó. Ở nhà mình có cái gì mình form bằng cái đó. Đó. Các bạn sẽ thấy màu của nó lên khoảng 30-40% chưa? Lên hết rồi các bạn. Những em này thì còn lột nữa các bạn nha. Đây. Đó, những em này thì còn lột nữa. Nó lột chừng nào nó hết dãy, nó lên màu thì thôi. Đối với cái giai đoạn này đó các bạn, là chúng ta có thể mở bán được rồi. Và hiện tại thì đối với cá bầy á, thì anh chỉ bán cho những cái bạn nào mà đăng ký trước các bạn nha. Bầy thì rất ít rồi các bạn, chỉ có những cái bầy mới đẻ rồi mới lột thôi các bạn nha, chưa có bầy hoàn thiện đâu. Đó, những em cá này các bạn nhìn thấy màu sắc nó rất là tươi các bạn nha. Bầy này thì còn rất là non, chưa tách form được đâu các bạn. Các bạn nuôi lên khoảng 3 tháng rưỡi các bạn nha. Cái này 3 tháng lẻ ngày thôi các bạn, chưa được 3 tháng 10 ngày nữa. Các bạn sẽ nuôi lên 3 tháng rưỡi thì lúc đó thì chúng ta sẽ tách được form các bạn nha. Tách form là như thế nào? Tách form là các bạn lựa ra những cái em cá dược đàn, những em cá màu như thế này. À, chúng ta sẽ tách form bỏ riêng cho chế độ ăn tốt hơn, cho nó bung size nhanh hơn, bung form nhanh hơn và bung màu nhanh hơn. À, để nó phát huy được cái nét đẹp tối ưu của nó. Các bạn thấy không? Đây là những cái em cá rất là tơ mà các bạn nhìn thấy cái bộ đuôi của nó ghiền luôn chứ các bạn. Bộ đuôi Cooper, Galaxy Gold, dãy nhuyễn. Đây là em trống các bạn nha. Thì em này thì có thể tách form được nè các bạn. Thì đây là những cái bầy cá từ nhỏ đến lớn. Nó như thế nào thì anh để như thế đấy. Và thành bán cá bầy cho tất cả các bạn, bầy VIP ấy, thì nó cũng như vậy các bạn nha. Thành điếm lột màu, lên màu và nổ đốm ha. Như những em này đó, như những em này các bạn nha. Còn xanh và cello,
xanh là như thế nào? Xanh là nó không lột đó các bạn. Đến thời điểm này nó xanh, nó không lột, nó là xanh rồi, nó sẽ không lột nữa đâu. Thì trong cái bài beta coi đó thì nó có 3 dạng các bạn. Đây là cái dạng đầu tiên nè. Một tay hơi khó các bạn nha. Đây. Đây là cái dạng đầu tiên nè. Cái dạng này thì không lột rồi các bạn. Đến thời điểm này nó không lột là nó không lột luôn, thành bỏ ra. Cái dạng thứ hai là cái dạng nó lột từ xanh lên cello rồi, nhưng mà cello nó không nổ đốm. Nó chỉ trắng đục như thế này thôi. À, là chúng ta bỏ ra. Ở đây thì thành không đếm đâu. Chỉ đếm những em lột lên màu như những em này thôi các bạn. Đó. Lột lên màu nổ đốm như những em này. Ha, như những em này. Đó, thì những em này thì giờ cơ bản đủ tháng nó sẽ full màu các bạn nha. Như những em này thì thành đếm. Thì đó là cái dòng đời phát triển của beta coi nói chung. Qua 4 cái giai đoạn mà Thanh chia sẻ cho tất cả các bạn mới chơi, mới tập chơi và mới tìm hiểu về beta có cái nhìn tổng quan về nó. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà Thanh Sóc Trăng các bạn nha. BVT khám phá sở thích, beta Thạch Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.